trong cuộc sống. Sứ mệnh là thứ cuối cùng mà chúng ta có thể đạt được hoặc không có thể đạt được. Nhưng mục tiêu là thứ có thể đạt được. Và mỗi một mục tiêu chúng ta biết mình đang tiến gần hơn tới cái sứ mệnh cần hoàn thành của mình. Khi mà mình duy trì cái mục tiêu mà có những cái lúc mình chán trường, mình mất năng lượng, mình buồn chán, thì mình khôi phục năng lượng như thế nào? Đây là câu hỏi thú vị. Thì trong cuộc sống nó có những cái lúc như thế này. Ví dụ cái lần đầu tiên mà khi tôi đạp xe đạp từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trong vòng 19 ngày, 13 chặng. Thì có những cái lúc mình mới nói mình, đặc biệt những cái lúc leo đèo thì mình nói với mình là sao mình lại tham gia vào trò chơi ngu ngốc này. Vứt cái xe đi và lên xe buýt về nhà. Thế xong rồi cuối cùng thì mình cũng hoàn tất được cái chặng xe đạp đó và về đích trong cái sự vui vẻ và chiến thắng như thế này. Đây là chặng Hà Nội rồi. Ngày thứ 20 thì chuẩn bị về đến Hà Nội rồi. Thế rồi đi xe bộ xuyên Việt, nặng nề hơn một chút là đi bộ xuyên Việt. Và khi mà đi bộ xuyên Việt như vậy thì còn ngu ngốc hơn, nhất là lúc mà lên đèo ấy, lúc mà chán vô cùng luôn anh chị em, mình đi được có 1 cây số 1 giờ ấy. Đi từ chân đèo lên đỉnh đèo 2 cây rưỡi, đi gần 3 tiếng đồng hồ. Hẹn nhau từ lúc trả lời từ lúc 11 giờ mà đến 1 rưỡi mới đến nơi. Cái ông chủ quán ông ấy ngồi chờ mình với đủ thứ, mình bảo là Long ơi sao mày chơi cái trò ngu thế này. Đây là lúc oách đấy thì mới chơi được thế này. Còn lúc chấn thương, lúc mệt mỏi rồi thì không quay được thế này nữa đâu. Và nói rằng là tại sao mình lại chơi trò ngu ngốc này. Bây giờ mình bỏ thôi, mình bay về, không tham gia trò chơi này nữa. Thế rồi tôi tham gia một trò chơi còn xa hơn, khốn nạn hơn, ngu ngốc hơn. Có một ông rủ Long ơi, lái xe đi Tây Tạng không? Tôi thì cũng thích Tây Tạng, lái xe thì cũng thích. Tôi bảo nhưng mà xe của em, xe sedan không đi được. Thì ông bảo anh cho mượn xe, anh mượn cho cái xe mà đi. 2 cầu, xe thể thao sport, xe chạy Dakar. Lúc mà giao xe cho tôi xong tôi mới biết đời xe ơ kìa, xe đấy nó mua nó không dùng nữa, nó để trong kho rồi, lôi ra cho tôi đi. Tôi bảo thế này chán quá, nhưng mà thôi mình đã chót nộp tiền rồi. Đây là chiếc xe của tôi sau một đêm chạy một mình xuyên đêm vì nó chết máy do tắc kim xăng. Xong phải kéo nó về 80 cây số ngược lại 80 cây số và tôi ngồi nhìn đường chạy ngược 80 cây trong khi đồng đội của mình đang tiến về phía trước như thế này. Và tôi bị kéo ngược về 80 cây và không sửa được do cái xe này đời cũ quá không sửa được. Nên lại phải chờ một cái thằng thợ từ thành phố khác nó chạy sang nó sửa cho tôi. Sửa xong thì là 9 giờ đêm. Đây nó đang sửa xe này, dỡ hết đồ xuống, nó lấy xăng để nó xúc cái bình xăng của tôi. Sửa xong cái xe này thì rất là muộn rồi, xem đồng hồ mấy giờ đấy. Không, đây là 39 phút. Không, đây là 0 giờ 39 phút. Đang dừng ở cái trạm nào đó. À không, đúng rồi đấy, 0 giờ 39 phút. Tổng thời gian đã đi time of the check là 1 giờ 12 phút, tức là hơn 11 giờ đêm. Thì bây giờ có quyết định là đi tiếp hay không? Ở lại thì ngày mai đồng đội sẽ không chờ mình và mình thua thêm một chặng nữa. Và tiếp tục ngày mai nữa nếu mà có đi thì cũng lại đi một mình. Nên không ở lại nữa mà quyết định lái xuyên đêm. Thì lúc này là 11 giờ rồi, xong hết xe cộ rồi thì là 11 giờ. 11 giờ lái xuyên đêm và đồng đội của mình chạy hàng trăm cây số ở phía trước. Và cái hành trình này thì phải đi qua một cái sa mạc không có nhà dân, rất là dài, khoảng 350 cây số đường rừng và mình cũng không biết đường, không biết tiếng và không biết đường, và đi qua rất nhiều trạm kiểm soát do đã gần đến với Tây Tạng rồi. Thì không như dự đoán, ban đầu tiên thì nó còn là sa mạc, nhưng khi chạy đến qua đêm rồi thì nó là toàn là tuyết. Mình có quyết định đi tiếp không thì không còn nhìn thấy đường nữa. Mưa tuyết nó bắt đầu xảy ra. Đây là ảnh mưa tuyết thôi, chứ còn ban ngày thì nó, ban đêm thì nó không giống như thế này. Không có nhìn thấy cái gì hết, chỉ ngoài một màu trắng. Mình chẳng nhìn thấy bờ, chẳng nhìn thấy đường, chỉ nhìn thấy những bông tuyết trắng. Và cứ đi như vậy thì đến nơi được là 7 giờ sáng.
chỉ kịp vặn cái chìa khóa và ngủ luôn trên ghế. Ông chủ khách sạn ông bảo vào trong nhà ngủ thì mệt quá nằm im và không ngủ trên và ngủ luôn trên xe. Được nửa tiếng gì đấy thì dậy rửa mặt và tiếp tục một cái hành trình tiếp theo. Tôi chưa bao giờ có một cái giấc ngủ như vậy, và cả ngày hôm sau thì rất may là anh bạn đồng hành. Anh ấy đi xe trước, nhưng mà sau đó thì anh trở về xe và anh ấy tiếp tục lái xe cái ngày hôm sau đấy. Còn tôi thì ngủ nguyên một ngày. Ở nơi đấy tôi nhớ là đến cái trạm đấy là có những con bò trắng đấy. Có những con bò màu trắng đấy. Và đấy là cái một trong năm cái hồ đẹp nhất của vùng Tây Tạng. Nhưng mà ngày hôm ấy tôi không chụp được nhiều ảnh vì do quá buồn ngủ. Flycam cũng không buồn bay nữa vì quá buồn ngủ. Và lúc đấy thì quá mệt mỏi và mình nghĩ là mình nên bỏ cuộc. Nhưng mà cuối cùng thì phần thưởng cho người không bỏ cuộc là bắt kịp đoàn. Xe của mình nó không đảm bảo yêu cầu nhưng mình vẫn đến được cái đích. Thì câu hỏi của bạn là nếu như chúng ta có mục tiêu rồi mà bây giờ mình mất cái năng lượng để đạt được cái mục tiêu đó, thì mình cần phải làm gì trên cái hành trình đi xe đạp đó? Tôi cũng muốn bỏ cuộc. Trong cái hành trình đi bộ đó tôi cũng muốn bỏ cuộc. Và trong cái hành trình đi bằng caravan lên Tây Tạng như vậy tôi cũng muốn bỏ cuộc. Vậy mình làm thế nào để mình có năng lượng để mình đi tiếp cái bước đi tiếp theo? Đây chính là những gì mà chúng ta có thể hình dung về cuộc đời của chúng ta. Ở trên đỉnh núi nọ có một thứ mà chúng ta gọi là đỉnh cao. Trên này chỉ có tuyết thôi. Và tuyết ở một bên, do gió thổi của một bên đỉnh núi cao này. Để đi lên đỉnh núi cao này thì chúng ta phải đi qua một cái hành trình ngoằn nghèo như thế này. Không có con đường thẳng để đi đến đỉnh núi. Mà nếu có con đường thẳng thì chúng ta cũng không thể đi đến được đỉnh núi. Đây là con đường tôi đã đi qua. Một mình bạn đi trên con đường này. Và lúc này thì tôi đi trên con đường này chỉ có một mình thôi. Vì tôi lái xe nhanh hơn, tập trung hơn nên đi đến nơi này. Không có Google Map đâu các bạn nhé. Chỉ dùng được My Map thôi. Và khi tôi nhìn thấy cái khúc núi này tôi đẹp quá, tôi dừng xe lại và bay flycam để chụp toàn bộ những cái ảnh này. Đây là ảnh tự tôi chụp ở các góc quay khác nhau. Đây chỉ là một phần con đường thôi. Nó dài suốt mấy chục cây số và toàn bộ nó là như thế này. Để tiến được lên đến đỉnh núi thì chúng ta phải đi qua một con đường. Và đỉnh núi này có thể đạt được hoặc không đạt được. Nó được gọi là sứ mệnh. Và nếu như chúng ta nhìn thấy sứ mệnh, tìm được chính xác sứ mệnh, tức là lý do chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này là gì, chúng ta đến cuộc đời này nhằm mục đích gì, thì đó chính là lần chúng ta được sinh ra thêm một lần nữa. Và nếu như bạn tìm thấy sứ mệnh của mình thì đó chính là thời điểm bạn được bonus thêm, được sống thêm một cuộc đời khác có ý nghĩa hơn. Cái hành trình đi xe này, dù bạn đi một mình hay bạn đi với đoàn, dù có hướng dẫn viên hay không có hướng dẫn viên, dù bạn đi ban ngày hay bạn đi ban đêm, thì tất cả những gì bạn cần hướng đến chính là sứ mệnh của mình. Sứ mệnh không phải là thứ chúng ta đến thẳng được nó, nhưng mọi hành động của chúng ta đều hướng đến nó. Hôm nay có thể các bạn chưa nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong tâm của bạn, trong trí của bạn. Bạn vẫn sống theo nó mà thôi. Nếu bạn bỏ cuộc cái điều gì đó là bởi vì điều đó không thuộc về sứ mệnh của bạn. Cho nên nếu bạn bỏ cuộc thì đừng lo lắng, chuyện này là bình thường. Và nếu bạn cần phải bỏ cuộc thì cứ mạnh mẽ mà bỏ, bởi vì nó không phải là thứ bạn cần thiết trong cuộc đời này. Và nếu có cái gì đó lặp lại thường xuyên mà khiến cho bạn muốn bỏ cuộc mà không bỏ, thì đó chính là việc bạn cần làm. Còn hôm nay nếu bạn làm một cái việc gì đó và sau đó gặp hơi khó khăn một tí mà bạn bỏ, đừng lo lắng, chuyện này là bình thường, bởi vì nó xứng đáng được bỏ đi. Chỉ có điều đừng làm lại cái việc bạn đã từng bỏ đó thế thôi, bởi vì đó không phải là sứ mệnh. Nếu bạn đã làm một cái việc gì đó mà nó đúng với cái sứ mệnh của bạn, thì khó khăn đến mấy, ai cản đến mấy, rồi
gặp phải những trắc trở đến mấy thì cuối cùng bạn vẫn hoàn thành nó. Cho nên cái gì cần hoàn thành thì nó sẽ hoàn thành. Còn cái gì cần phải bỏ cuộc thì cứ thế mà bỏ. Chỉ có điều đừng chọn thêm nó một lần nữa. Khi mà chúng ta đã nhìn thấy cái sứ mệnh rồi thì ở đây trên từng cái hành trình này nó có từng cái mốc này chính là các mục tiêu. Các cái mục tiêu của chúng ta. 11.000 cây số trong 32 ngày từ Hà Nội, Điện Biên, Lào sang đến những vùng đất đẹp nhất của Tây Trung Quốc, vòng lên tận Tây Tạng rồi vòng về. Mỗi một cái ngày như vậy cần phải đạt được một mục tiêu. Bạn nhìn thấy trên xe của tôi có hai thứ. Thứ nhất là công tơ mét hàng ngày tôi reset và chụp hình lại giống như vừa rồi. Mỗi một ngày đều chụp lại công tơ mét. Chụp lại công tơ mét ngày đầu và đầu ngày và chụp lại công tơ mét vào cuối ngày là công việc thường xuyên tôi làm. Điều này cho tôi biết hai điều. Thứ nhất, ngày hôm nay tôi đã đi được bao nhiêu km. Ví dụ như ở đây khởi động 22 km, 26 km, 1, 3, 2, 4, 5, 8 được gọi là odomet. Tôi xem tôi đã đi được bao nhiêu km trong tổng hành trình này. Thứ hai, tôi có một cái GPS. GPS này giúp tôi lưu lại toàn bộ hành trình. Tôi đã đi đến đâu, tôi dừng ở đâu, tôi tiêu mất bao nhiêu thời gian. Để sau này khi cần ghi nhớ lại, à cái ngày đấy tôi đến cái chùa gì nhỉ? Tôi quay vào với GPS là tôi biết tất cả mọi điều. Ngày nay có cái thứ này đơn giản hơn, đi đâu chỉ cần bật nó lên là xong. Mỗi một bước đi này, tôi đều ăn mừng cho chính mình. Chiếc xe của mình xuất phát từ đây. Và nó sẽ đi từng qua từng mục tiêu này. 32 ngày là 32 cái hành trình khác nhau. Và để tiến tới được hành trình thì mình đem chia nó thành buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa và giữ cho mình đạt được nó. Trong cuộc sống cũng vậy. Sứ mệnh là thứ cuối cùng mà chúng ta có thể đạt được hoặc không có thể đạt được. Nhưng mục tiêu là thứ có thể đạt được. Và mỗi một mục tiêu chúng ta biết mình đang tiến gần hơn tới cái sứ mệnh cần hoàn thành của mình. Cái vấn đề nằm ở đây là chúng ta không xác định được mục tiêu đúng với sứ mệnh do không tìm thấy sứ mệnh thực sự. Sứ mệnh không được tạo ra mà sứ mệnh được tìm ra. Nó có sẵn nhưng phải tìm ra. Và sau khi chúng ta đã tìm ra được sứ mệnh rồi thì chúng ta có thể xác lập các mục tiêu. Và các cái mục tiêu này đưa chúng ta gần hơn với các sứ mệnh của mình. Kiểu gì chúng ta cũng phải tiến tới sứ mệnh. Cho nên kiểu gì cũng phải đi qua các mục tiêu. Và nếu như mục tiêu phù hợp với sứ mệnh thì kiểu gì cũng hoàn thành, không bao giờ bỏ. Còn mục tiêu mà không phù hợp với sứ mệnh thì có đạt được cũng không có niềm vui và cũng sẽ từ bỏ. Cho nên ở đây là cái gì cần bỏ thì bỏ. Nhưng mà cái gì cần làm thì đương nhiên nó sẽ hoàn thành. Cho nên cứ yên tâm, vấn đề phức tạp này sẽ được giải quyết bằng sứ mệnh chứ không phải bằng mục tiêu. Ông Long, sứ mệnh của ông là gì? Tôi bắt đầu công việc của mình năm 2001. Với công việc của tôi là giúp đỡ cộng đồng doanh nhân phát triển. 2 năm sau tôi tham gia vào doanh nghiệp trẻ và trở thành nhà lãnh đạo trong cộng đồng doanh nhân này. Sau đó 2004 thì tôi sáng lập ra cộng đồng những người chơi nhiếp ảnh ở Việt Nam, photo.com.vn và sau này là photo.vn. Lớn hơn một chút nữa, cộng đồng này được tham gia với các cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế và giao lưu cùng với nhau. Lớn hơn nữa, sau này tôi tham gia vào BNI. Công việc của tôi là dẫn dắt các nhà doanh nghiệp trong BNI kết nối với nhau để tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn. Tôi dẫn dắt cộng đồng doanh nhân EcoCamp tiến những bước tiến đột phá trong sự nghiệp cuộc đời cũng như công việc kinh doanh. Đó là những cái việc chính mà tôi làm và không bao giờ tôi từ bỏ nó. Tuy nhiên có một cái việc là photo.vn cũng được đóng lại sau đó do nó không nằm trên cái hành trình tiến tới mục tiêu của tôi. Vậy sứ mệnh là gì? Sứ mệnh của tôi là tổ chức đội nhóm
truyền cảm hứng cho họ để làm thay đổi cuộc đời của mọi người. Thì các bạn sẽ nhìn thấy, thứ nhất, tất cả các hoạt động của tôi đều liên quan đến việc tổ chức họ thành đội nhóm. Dù thế nào đi chăng nữa, của tôi cũng sẽ có cái điều là đào tạo và truyền cảm hứng cho họ. Đây là sứ mệnh tôi viết bản phiên bản đầu tiên bằng bút chì trong một cái tình huống đặc biệt để tạo ra được nó. Không phải tự nhiên chúng ta viết ra đâu, phải qua rất nhiều bài test. Để nâng cao chất lượng sống của mọi người, sau này đổi thành là để cải thiện cuộc sống của mọi người. Thì tôi có thể cải thiện cuộc sống của đội nhóm nhưng không đủ, mà phải thông qua họ để giúp họ cải thiện cuộc sống của mọi người. Thì chúng ta sẽ nhìn lại là gì ạ? Ồ, công ty luật của tôi là tôi giúp ai? Tôi giúp các nhà doanh nghiệp. Vậy photo.vn là giúp ai? Giúp những người yêu thích nhiếp ảnh, lưu trữ những khoảnh khắc của Việt Nam để mang đến thế giới. Nhưng nó có làm thay đổi cuộc sống của ai không? Nó chẳng làm ai thay đổi tốt lên cả. Nên cái thằng này bị đóng lại vì nó không đúng với cái sứ mệnh. Đúng không nhỉ? Nó có tiền đấy, nó có chút chút, nó không đáng. Nhưng mà nó không làm cải thiện cuộc sống của mọi người. Nên nó bị đóng lại. Thế cái thằng tiếp theo là thằng Eagle Camp. Có làm cải thiện cuộc sống của mọi người, họ có làm cải thiện cuộc sống của mọi người không? Tôi đang đào tạo truyền cảm hứng cho họ để làm thay đổi cuộc sống của mọi người, cho nên nó thuộc về cái nhóm này. Cộng đồng BNI của tôi thế nào? Tôi cũng đang tổ chức đội nhóm đào tạo truyền cảm hứng cho họ để nâng cao chất lượng sống của nhân viên của họ, của khách hàng của họ. Tất cả các công việc của tôi, cái cộng đồng doanh nhân, cộng đồng BNI, cộng đồng Eagle Camp, cái cuối cùng là để làm thay đổi cuộc sống, họ đi làm thay đổi cuộc sống của những người mà họ tiếp xúc. Cho nên nó đúng cái tuyên bố sứ mệnh. Cho nên tôi không bao giờ dừng lại những cái việc này. Có lúc những tôi muốn chán, có những lúc tôi không muốn làm, nhưng mà nhờ vào cái sứ mệnh, tìm thấy cái sứ mệnh, nên tôi vẫn bám sát vào cái sứ mệnh này. Thế thì đi bộ xuyên Việt là gì? Đi bộ cũng là tổ chức đội nhóm 5 thằng, đào tạo truyền cảm hứng cho mấy thằng đấy, tất cả những người theo dõi cái hành trình đấy của tôi, từ cái mạng đi bộ xuyên Việt.com đến Facebook của tôi, đến thời hồi chưa có YouTube. Cuối cùng mọi người cũng là gì ạ? Trở nên khỏe mạnh hơn, và hôm nay rất là nhiều người đã giành được huy chương chạy bộ phải không ạ? À, tôi thấy bà thi tôi phải bảo là năm nay bà phải có huy chương marathon. Bà không tin đâu, nhưng mà năm nay sẽ có huy chương marathon. Xong lập trình vận mệnh phát về đặt mục tiêu có huy chương marathon. Năm nay sẽ có huy chương marathon. Tôi truyền cảm hứng cho mọi người sống khỏe mạnh hơn đúng không ạ? À, đấy, thì đấy chính là đấy. Các bạn thấy không? Tôi có về đích một mình đâu. Tôi không về đích một mình. Tôi về đích cùng với đội nhóm Eagle Camp. Đẹp không? Đây là nhiều giải khác nhau đều có cái hình ảnh như thế này lặp lại hết ấy. Mọi người không cần chạy nhanh quá sức cần thiết, chỉ cần về đích cùng với tôi là mọi người vui. Đây là hình ảnh Vũng Tàu. Đây là hình ảnh Marathon Đà Nẵng. Cả nhà về đích. Hình ảnh Marathon Đà Nẵng. Đấy, hai con gái này đang học ở Anh này. Bác kia Eagle Camp. Hai vợ chồng bây giờ cũng giành tất cả các giải huy chương. Và các bạn có thể nhìn thấy khắp mọi nơi. Đấy, con đầu, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm chạy hết. Bố mẹ tôi cũng chạy, giành được huy chương bình thường. Em trai tôi cũng chạy, tất cả nhà cũng chạy hết. Đấy, và đấy là cái hình ảnh. Đây là Đà Nẵng 2018 something, 2018, 2019 gì đấy. Sapa 2009. Đấy, tất cả mọi người đều giành được huy chương của mình. Đấy được gọi là tổ chức và truyền cảm hứng để xây dựng cái đội nhóm như vậy. Nếu bạn muốn sống thực sự đấy, nhiều người cứ bảo bỏ cuộc, chẳng ai bỏ cuộc cả. Bởi vì nó không đúng với sứ mệnh thì mình bỏ thôi chứ. Đúng với sứ mệnh rồi, không ai cưỡng lại được hết ấy. Cho nên là chúng ta lựa chọn những công việc phù hợp với cái sứ mệnh của mình. Sống đúng với sứ mệnh của mình. Thế thôi. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.